cái liềm Nhưng nha, chuyền cổ nè, cái dao lấy cổ lấy liềm cắt cái tay chị mà mấy năm vẫn còn, cắt mà mấy năm vẫn còn thẹo luôn, đánh ôi chị thẹo quá trời nè, lấy dao lấy rửa không. nhưng mà định định chồng bảo hành như vậy bao lâu rồi? Hồi về sống mấy năm đầu thì không có đánh, chỉ đập đồ thôi, đập phá đồ. Sau này là đánh được lần là đánh hoài luôn, đánh là lần đánh là cầm dao cầm ngựa rồi không. Thì tuổi thân đôi hồi nghĩ thấy tuổi thân mà thương cho con, thấy người ta có ba lo lắng, còn nó không có thì thấy tội. Thương con mình nếu mà chồng nói gì để lo cho con thì chị chấp nhận, cái gì chị cũng chấp nhận, nếu mà chỉ cần lo cho được cái con cho chị thôi, còn chị chịu hết, cái gì chị cũng ráng chịu. Chấp nhận nếu mà về chung sống vẫn có thể là đánh đập chị, nhưng mình vì con mình phải chấp nhận. Chỉ cần lo cho con chị là được, tại vì chị có mình chẳng có khả năng để lo cho nó. Chị mới đi xin cơm hay là mua cơm đấy? Chị đi mua cơm nhưng vô một suất xin mà hết là không ai cho. Mua có phần thôi ạ. À? Còn chị ăn gì? Thì bao giờ đó thì mua mì. Mẹ ăn mì con ăn cơm. Ý nào cũng mua cho nó, dù có cơm ai cho thì chị ăn. Còn không thì đi mua mì mua luôn. Tức bữa nào cũng mua cho nó. Hồi trước em đi đi về cái giờ này. Thôi thì phi à, thôi lên lên trên phòng của chị em mình nói dễ hơn chị không? Thu Yên xin được gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi GoFood. Hôm nay Thu Yên quay lại bệnh viện ung bướu cơ sở 2 để thăm lại em Phi và chị Sáu. Ở trường hợp này mình đã từng chia sẻ ở những clip trước rồi, và Thu Yên cũng xin được tóm lại cho cô chú anh chị lần đầu xem clip được rõ là Phi năm nay là mới 16 tuổi, nhưng mà không may em phát hiện ra là bị ung thư xương ở phần cổ, và Phi đã phẫu thuật ở một lần trước rồi. Và sau này khi mà chuyển qua bệnh viện ung bướu cơ sở 2 thì Phi đã hóa trị một lần rồi, phải không chị ha? Nhiều thuốc. Chị Sáu thì có hai người con, một người thì đang ở trong bộ đội, còn người con thứ hai của chị là Phi chẳng may xui rủi sao mà sau này Phi bị bệnh. Hiện tại chỉ có một mình mẹ là chị Sáu chăm sóc thôi, còn ba của em thì trước đây khi mà chung sống hai anh chị cũng có một vài cái xích mích nên không ở chung với nhau được. Bây giờ chỉ có một mình chị Sáu vừa chăm sóc cho con, vừa phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền lo cho con được hóa trị. Ở lần trước thì mình cũng đến thăm và chia sẻ là Phi thì sau cái lần hóa trị đó thì tóc của em đã rụng hết rồi. Và hiện tại á thì cái nẹp cổ mà ở tập đầu, mấy tập đầu của chú anh chị xem á là đã được tháo ra. Nhưng mà tuy đã tháo ra rồi nhưng mà cái cổ của em do là phẫu thuật ca xương ở chỗ này nên là mình phải giữ cho nó thẳng và không có được xoay qua xoay lại nhiều. Trước mắt thì chắc là cho Thu Uyên hỏi về em hỏi Phi một xí chị ha. Phi thì lần trước mình tới thì em cũng ít có nói. Phi hôm nay cố gắng nói cho chị Uyên nghe nha. Cho chị Uyên hỏi nè, mấy hôm nay cái cổ em sao rồi? Dạ, nó cũng vậy mà. Nó to lên hay là nó bị đau? Dạ. Em nói nó lớn lên. Em nói có đau cổ không? Dạ không. Không hả? Cố gắng nói to cho chị Uyên nha. Dạ. Cái cổ em hiện tại nó sao rồi, có đau không? Dạ không. Không đau. Bác sĩ có kêu là mình phải kiêng xoay cổ hay là cái này là em tự làm, em tự kiêng? Dạ em tự. Cái lúc trước mới mổ thì bác sĩ không cho cửa, nhưng mà bây giờ nó lắc không được luôn. Lắc không được không? Nó chỉ đau mấy kỹ lắc qua lắc lại ngước lên như mình không được. Vậy chị hỏi nè, em lắc thì nó có đau không? Không, nó sẽ cứng mà. Nó sẽ cứng hả? Dạ. Nhưng mà từ cái hồi mà em mổ xong và em tháo nẹp ra thì từ lần đó trở đến bây giờ em có lắc lần nào chưa? Dạ chưa. Em sợ hay là sao? Dạ em sợ. Lắc không được. Lắc không được đó. Là lắc không được hả? Dạ. Em bây giờ em chị nói em nghiêng thì em nghiêng được không? Dạ không, khi cái người cũng thế được. Nghiêng cả người luôn. Dạ. Em có sao? Đúng rồi. Sao nói vậy? Có sao nói vậy cho chị Uyên nghe nha. Hoặc là có đau hay là có cảm thấy khó chịu như thế nào thì nói cho mẹ biết.
để mẹ còn báo cả nói với bác sĩ có phương án điều trị cho em. Phi thì em khá là ngại ngùng với cô chú anh chị, nhưng mà mấy lần trước mình tới thì em cũng ít nói. Với lại là tuổi của em bây giờ thì 16 tuổi và cũng hơi ngại trước đám đông nữa, nên mình có khi mình chia sẻ thì Phi cũng không có tiện khi nói ra hết những cái ý muốn của mình. Chứ em có sao chị hỏi chị có gì chị hỏi nói nấy hả? Rồi sau cái lần đầu tiên em hóa trị á, có thấy mệt trong người không? Rồi thấy trong người ra sao? Mệt, muốn ói. Muốn ói hả? Dạ. Lần đêm hóa trị hết mấy ngày? Hết 7 ngày. 7 ngày hóa trị. Từ ngày thứ mấy là em bắt đầu mệt? Từ ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên vô là mệt rồi. Một lần hóa trị á, thì chị Uyên biết là phải tiêm rất là nhiều thuốc trong người đấy. Em sẽ phải tiêm hết mấy bình? Không biết tại vì cứ vô thai là chị không chứ nó. Chị còn nhớ là một lần hóa trị của Phi là bao nhiêu lần, bao nhiêu bình thuốc không ạ? 9 bình. Giờ thước kia chị thước luôn à, vào từ lúc mấy giờ đến mấy giờ là xong? Là từ sáng cả 8 giờ 8 rưỡi vậy đó tới 1 giờ 2 giờ, tùy theo có lúc cho chạy chậm chút chạy nhanh. Sáng đến đầu giờ chiều mới xong luôn. Không, 2-3 giờ sáng đó. Ủa là 8 giờ sáng hay là 8 giờ tối à? 8 giờ sáng đến 2-3 giờ đêm. Có bữa đầu tiên tới 4 giờ rưỡi sáng luôn. Ủa đó là nặng hay là bình thường rồi đó chị? Chứ đó ngày đầu tiên vô hơi chậm á, chưa biết thì vô hơi chậm. Chứ gần mình mấy ngày sau thì cỡ 1 giờ 2 giờ sáng. 7 ngày liên tục mà phải vô thuốc từ sáng sớm đến tối khuya, đến sáng sớm ngày hôm sau luôn. Ủa rồi cái liều với cái liều lượng như vậy đó, thì đó là do Phi bị bệnh nặng phải vô như vậy hay là hầu như cái khoa nhi là phải vô như vậy chị? Không, thì theo bệnh. Có bệnh thì vô ít, cái bệnh vô nhiều, nó khác nhau hết à. Chứ không có giống. Em mượn là chị mượn cái mic đi hỏi mẹ một xíu. Từ cái lúc mà Phi vào mà vô thuốc đến giờ nè, chị thấy sức khỏe của Phi ra sao? Thấy nó nhìn là yếu hơn, nhìn nó mệt, ngủ cũng không ngon, giấc tầng lúc chưa bệnh chứ ăn cũng không được nhiều tầng. Mà thế nó hay đau giặt cái đổ mũi ho rồi đó, nó cứ nó hồi lúc trước bệnh không có ngạt mũi, bây giờ cứ đổ mũi ngạt mũi mít luôn. Sức đề kháng yếu dần chị. Yếu dần rồi, nó ngủ cũng không ngon. Ở đây là tôi Nguyên xin nhắc lại là Phi mới là toa đầu tiên thôi. Hồi trước bác sĩ nói là bao nhiêu toa hết chị hả? Bác sĩ không có nói mà. Bác sĩ mới nói hồi nãy đây là thứ năm. Thứ năm mới vô hậu chuẩn lại nữa. Rồi xạ trị. Từ cái lần trước Thu Nguyên tới đây á, là Phi hóa trị rồi này. Rồi bác sĩ nói là chờ kết quả. Là từ hôm đó đến bây giờ Thu Nguyên qua là vẫn chưa có kết quả hả chị? Chưa. Tại vì cái bệnh của nó khó hay là sao không biết, mà phải mời bác sĩ bên mũ qua để hội chuẩn lại nữa. Hội chuẩn lại nữa rồi mới bác sĩ nói bây giờ hội chuẩn lại xạ trị chứ không có nhiều thuốc nữa. Như bệnh hiếm hay sao chị? Phải là vậy không? Cũng không biết nữa, tại vì bác sĩ mới vô bác sĩ cũng nói là bác sĩ chưa gặp cái bệnh nhưng nên là bệnh hiếm rồi đó. Bác sĩ lúc đầu phải thì hội chuẩn tới bác sĩ nước ngoài luôn mới vô thuốc được đầu tiên, rồi bây giờ cũng thấy hậu chuẩn bên chỉnh hình nữa. Rồi thứ năm mà hôm nay ở đây đợi tới thứ năm luôn. Chị đã ở đây bao lâu rồi? Hôm bữa xuống tuần trước, cái bữa thứ bảy chủ nhật không có làm việc cho nên chị về thứ bảy chủ nhật đó mới xuống sáng. Mới xuống sáng này luôn. Còn nhưng mà bác sĩ hẹn chị xuống hay là mình không? Không có hẹn, tại vì thứ bảy chủ nhật bác sĩ không có làm việc đó, chị tự về. Nó đầu về nó kêu về về trở cho nó thoải mái hơn, về chứ ở đây cũng ngủ nằm dưới đất hoài. Hình như lần trước em có hỏi chị á, là chị bảo là cả tuần trước là từ thứ hai đến thứ bảy là chị ở trên bệnh viện luôn chờ kết quả. Rồi bây giờ hai ngày nghỉ cuối tuần là chị đi về, bây giờ qua một tuần mới mình lại lên bệnh viện mình chờ thêm nữa. Nhưng mà sao bác sĩ lại không có hẹn chị một ngày cụ thể để mà mình lên mình biết đường ta? Tại bác sĩ không có chuẩn đoán được cái bệnh của nó, cứ hẹn biết xét nghiệm cứ hai ba bữa xét nghiệm lần mà không biết bệnh hay sao.
Rồi bây giờ mới nói để rồi hậu chuẩn lại nữa. Họ xét nghiệm gì chị? Xét nghiệm máu. Kiểm tra máu thôi. À, lấy máu xét nghiệm. Rồi thứ năm đây mới hậu chuẩn với bác sĩ bên kia rồi mới xạ kết quả. Xạ trị, mới xạ trị chứ không có nói là vô thuốc nữa, không biết sao. Chưa biết nữa. Hôm giờ mà chị có Phi ở trên này á, là cũng không có vào hóa trị á, thì ngủ nghỉ ở đâu? Sinh hoạt như thế nào? Thì cứ bây giờ ban ngày thì ở đây không có giường thì ngồi miếp ghế, ví dụ có mấy bé vô thuốc nhiều quá thì không có giường nằm thì ngồi nghe ghế nè. Rồi tới tối cỡ 6 giờ là lên ngay cái cửa anh kia đó, cái cửa trên phòng với nội á, ngủ trên đó. Sáng 6 giờ dọn xuống đây rồi tắm rửa làm mang quần áo theo lên vệ sinh rồi. Ở đây thì có chỗ tắm, tắm rửa ở đây luôn. Cứ chiều lại lên đó ngủ. Em nghĩ là nếu mà Thu Nguyên thấy theo cái tình hình mà chị kể đó, ở trên này không chắc hẳn là rất là bất tiện, bởi vì là mình ở nhà mình nó dù sao nó cũng thoải mái hơn. Còn mấy dụng phòng của chị ở là như phòng trọ phải không ạ? Phòng trọ. Phòng trọ trọ dưới sao ạ? Có ai ở tha cùng? Không, thì thuê ngày mà cứ ở này là trả người đó. Ở trọ ở nhà ở dưới của chị là à, trọ nào? Trọ trên Bình Phước thì không có ai ở, còn ở đây thì mới thuê ấy, chứ còn ở Bình Phước thì thuê xong nữa đó. Ví dụ xuống hay là con xuống đây ở thì các con ngủ trong đó, không có ai ở. Cô chủ trọ có hỗ trợ chị thêm không? Đi biết mà. Không, không có không dám nói. Nói sợ, cứ trọ, cứ biết sợ, không trọ. Không trọ. Thế mình sợ vậy? Một, chị thuê trọ dưới bao nhiêu? 1.2 triệu. 1.2 triệu một tháng. Rồi lên đây bữa giờ rồi, chị tiêu có mắc không chị? Có tốn kém không? Thì cũng mua cho nó ăn này vậy thôi. Nãy em có gặp chị là lúc đó mà chị Sáu đang đi ra ngoài mua đồ ăn vào, Thu Nguyên đứng ở một góc. Tôi nhìn thấy chị là mình chạy lại, mình gặp chị thì chị cũng bất ngờ. Mình đã thấy chị mua một cái hộp cơm, hình như hộp cơm sườn đúng không? Cơm sườn. Lần trước mình cũng gặp chị mua cơm sườn luôn, lần này cũng mua cơm sườn. Nhưng mà mình thấy là chị mua đúng một phần cho mẹ, cho con thôi. Còn của chị thì mình hỏi là không mua. Bình thường cũng như vậy hả chị? À, chị ít có mua lắm. Ví dụ như lâu lâu chị mua cho ăn, còn hãy có cơm cho thì ăn. Còn không thì mua mì rồi ăn. Nhưng mà mình tiết kiệm hay là mình không muốn muốn ăn? Tiết kiệm. Tiết kiệm được đồng nào như đồng đó. Phi là có bảo hiểm phải không chị? Có. Mà bên khoa nhi nó gần hết bên khoa nhi rồi. Biết có qua người lớn có mất tiền hơn không? Biết nữa. Ủa tại sao lại gần hết khoa nhi? Tại vì 16 tuổi là nó tháng 10 đây là 46 tuổi rồi. Nên là không biết. Hết mua hiểm qua người lớn hết, phải đi qua người lớn biết có mất tiền hơn không biết. Mà bây giờ kêu xạ trị là mới đánh nhiều tiền lắm. Hồi trước là cái to hóa trị của chị tốn bao nhiêu? Trừ bảo hiểm rồi là chị đóng 10 mấy triệu. Cứ mua thuốc ở ngoài. Thuốc ngoài nên lấy số tiền nó cao. Vì có cái khán giả họ bình luận như thế này của chú anh chị, mình có đọc qua mình thấy là họ có cũng thắc mắc là tại sao mình có bảo hiểm rồi nhưng mà cái chi phí hóa trị lại lên tới hơn 10 triệu. Là mình đã từng hóa trị rồi nên mình biết là thật ra nếu mà không có phải không mua thuốc ngoài á, cái chi phí hóa trị nó cũng sẽ rẻ hơn, nó tiết kiệm hơn đi, có thể là 2, 3, 5, 7 triệu đến ít hơn 10 triệu. Nhưng mà cái liều lượng vào thuốc, bởi vì Phi vào hết 7 ngày và Thu Uyên lúc đó là Thu Uyên vào cũng là hết 6 ngày rồi, nên cái chi phí mình trả ra nó sẽ nhiều hơn là những cái cô chú anh chị nào mà vô thuốc một ngày rồi đi về. Và cái thứ hai nữa, nếu mà hóa trị mà dùng thêm thuốc ngoài nghĩa là sao? Thuốc ngoài nghĩa là mình sẽ phải ra ngoài tiệm mua về để dùng. Thuốc này không có trong danh mục bảo hiểm và bệnh viện nó sẽ không có lưu hành cái thuốc này. Mình phải ra ngoài mình mua. Và cái chi phí mua này á, là nó sẽ mắc hơn. Thu Nguyên thì theo em là em được biết và em đã từng trải qua nên em giải thích như vậy. Có đúng với của chị không? À, đúng rồi. Với tùy theo nữa chứ có bé vô có 2-3 ngày à. Với lại thuốc nó nhẹ liều hơn nữa. Còn phi thuốc nó nặng, nó tới 3 ngày thuốc đỏ lận. Nhiều bé vô đâu có thuốc đỏ đâu. Nó nặng với thuốc đỏ đó. Tới 3 ngày thuốc đỏ. Rồi vô có lượng thuốc nó cũng nhiều hơn nữa. Tùy theo bệnh nữa chứ đâu giống bệnh nào, giống bệnh nào đâu. Em không giống nhau. Rồi, cho em hỏi chút về cái chi phí đi. Sắp tới đây là thứ năm mà họ yêu cầu gia đình phải qua xạ trị đó, thì mình đã chuẩn bị tiền bạc rồi chưa? Chưa có đồng nào hết.
Dạ chị cũng không biết, nghe nói xạ trị là đóng tới mấy chục triệu luôn. Dạ chị không biết ở đâu mà đóng. Theo như mình tới gặp chị Sáu vài lần á, hầu như là những cái lần mà điều trị sắp tới, mình hỏi là chị Sáu đã chuẩn bị tiền hay chưa, hoặc là mình đã chuẩn bị tiền được bao nhiêu rồi á, thì hầu như là nước cái chân mới nhảy đó, gọi là bác sĩ đóng bao nhiêu thì gia đình mới bắt đầu mà chuẩn bị, bởi vì là cũng không có sẵn. Hình như trước đây chị đã mượn rất là nhiều lần đúng không? Chị mượn nhiều lắm rồi, cái mũ bên kia cũng nhiều quá. Mượn nhiều lắm, bây giờ nợ hồi đầu quá trời luôn, mình không biết đến đâu cả. Để điều trị cho đến thời điểm hiện tại là mình có bao giờ mình tính thử cái số tiền này là bao nhiêu rồi không? Nếu mà tiền thuốc với tiền mũ không, tất cả luôn. Không nói tiền ăn uống như nọ là chắc trăm mấy chục triệu rồi. Một trăm mấy chục triệu này ngoài là tiền của chị bỏ ra rồi có phải mượn thêm hay là bán cái gì bớt không? Chị mượn không á, chứ giờ lúc mới vô làm công ty à, được có mấy triệu trở nó xuống không chứ toàn là mượn không. Rồi à, chi phí sắp tới là mình đã chuẩn bị hay là chuẩn bị sẵn phần nào chưa? Chưa có được tầm nào. Giờ chắc cũng mấy chục triệu nữa mà giờ chị không biết chạy đâu để đóng. Chị đang lo miết, không biết chạy đâu để đóng vô để xạ trị. Em nói nếu mà cái bệnh của Phi không được xạ trị cho theo được lộ trình điều trị của bác sĩ á, thì nó có bị sao không ạ? Nó sẽ ra sao? Chị không biết, chị nghĩ chắc nếu nó không bớt thì mai mốt rồi nó nặng hơn. Nếu mà không chữa trị tận nơi tận gốc thì mình sợ thì nó nặng hơn, mai mốt nó tái lại. Trước giờ Phi ngoài thuốc của bệnh viện uống á, thì có dùng thêm thuốc ngoài không ạ? Không, tại giờ đang vô thuốc rồi chị không dám dùng cái gì hết. Hỏi thăm thuốc nam nhưng mà sợ mình đang dùng thuốc này á, không dám cho uống. Rồi em hỏi cái này cá nhân nè, về gia đình mình đó, là mình có chồng không? Từ cái hôm đó đến giờ chị có liên hệ chồng không, hoặc là chồng có liên hệ mình không? Chị liên hệ với chồng chứ mà chồng không nghe máy. Chứ họ xóa số chị luôn là sao? Không biết có xóa đâu mà chị nghĩ chắc xóa thôi, với lại điện cũng không nghe máy mà. Anh chị của chị điện cũng không nghe. Chỉ thấy số mà bên phía chị là tắt. Là chặn hết. Chứ chồng cũng vậy mà anh chị cũng không có ai gì. Bên phía nhà chồng mình có liên lạc được không ạ? Không. Chị nghĩ là, chị có bao giờ nghĩ là cái xích mích này từ đâu ra không? Không, chắc là thấy chị bỏ đi, rồi ghét hay sao, anh chị rồi đó. Thấy chị bỏ dẫn con đi, rồi ghét hay sao chị cũng không biết. Mình cũng nói thêm một tí là nếu mà cô chú anh chị xem từ đầu clip đến giờ, theo dõi mẹ con chị Sáu và em Phi bị, thì hai mẹ con là bị đánh đập, bị gọi như là bạo lực gia đình đó cô chú anh chị. Trước đây là chị nói là có những lần mà đòi là giết luôn phải không chị ạ? Đòi lấy cái liềm nha, chuyền cổ này, lấy cái dao lấy cổ, lấy liềm cắt cái tay chị mà mấy năm vẫn còn, thẹo luôn, nó chị thẹo quá trời nè. Nhưng mà rửa không? Nhưng mà bị chồng bạo hành như vậy bao lâu rồi? Lâu rồi, hầu giờ cũng từ hồi giờ luôn á. Hồi về sống mấy năm đầu thì không có đánh, chỉ đập đồ thôi, đập phá đồ. Sau này lại đánh được lần là đánh hoài luôn. Đánh là lần đánh là cầm dao cầm ngựa thì không. Bây giờ thì xung quanh đây á, em thấy là khi mình chăm sóc con của mình á, người ta có chồng, có vợ ở đây phụ giúp lẫn nhau. Thì có khi nào mình nhìn thấy cảnh như này mình nhớ chồng hay là mình tủi thân không? Chị tuổi thân đôi hồi nghĩ thấy tuổi thân mà thương cho con, thấy người ta có ba lo lắng, còn nó không có thì thấy tội thương con mình. Em nói giả dụ thôi, nếu mà bây giờ người chồng kia của chị họ liên lạc và muốn quay lại để cùng chị đồng hành chăm sóc cho Phi á, thì chị nghĩ như thế nào? Nếu mà chồng nói gì để lo cho con thì chị chấp nhận, cái gì chị cũng chấp nhận. Nếu mà chỉ cần lo cho được cho con cho chị thôi, còn chị chịu hết, cái gì chị cũng ráng chịu.
chấp nhận nếu mà về chung sống vẫn có thể là đánh đập chị, nhưng mình vì con mình sẽ chấp nhận, chỉ cần lo cho con chị là được, tại vì chị có mình chị không có khả năng để lo cho nó. Có khi nào mình tức hoặc là mình cảm thấy giận như vì bây giờ mình lo cho con một mình còn chồng mình thì lại bỏ mặt? Chị giận đó, như hồi nghĩ từ hồi chưa thấy có người cha nào như vậy luôn. Ví dụ như con nó đau bệnh mà nhẹ thì không nói, còn bệnh này là bệnh nghẹt nghèo mà không một lời hỏi thăm. Chị nghĩ chưa từng có người cha nào mà vô tâm đến vậy luôn. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Anh cũng 6 tuổi. Còn trẻ. Còn trẻ. Sau khi mình xa nhà, mình có biết cái tình hình của gia đình bên chồng và chồng sao không? Không. Chị cũng không liên lạc, mà cũng không hỏi gì ai. Đi rồi là lo làm ăn thôi chứ không. Có bao giờ chồng mình sau đó là có liên lạc lại mong muốn là hỏi thăm sức khỏe hoặc là tình hình của hai mẹ con? Không, từ ngày chị đi là không có gọi có được luôn. Chẳng. Không gọi cho chị mà cũng không gọi cho thằng Phi luôn. Thấy thằng Phi còn không hỏi. Cũng như vậy. Mình có lẽ là mình cũng không cần chia sẻ nhiều đâu con chú anh chị không. Một người mẹ bị bạo lực phải cúi quần áo đi ra ngoài để sống riêng, lúc đó Phi xin đi theo cùng. Sau này hai mẹ con mới vừa đi làm được thôi, trả tiền phòng tiền trọ thì phát hiện ra Phi bị bệnh cả xương. Rồi sau đó một mình chị chạy đôn chạy đáo để điều trị, rồi mổ, rồi làm những cái thủ tục, không có một ai kề bên, một ai hỗ trợ cả. Có thể là từ phía bên chị có những cái anh chị em có thể giúp cho chị một ít và hỗ trợ cho chị vay người này, vay người kia để có những cái khoản tiền mà chị điều trị cho Phi từ trước đến nay. Nhưng mà ung thư là một bệnh lâu dài đúng không cô chú anh chị? Sắp tới đây là còn xạ trị nữa, chi phí cũng sẽ tốn kém rất là nhiều. Khi mà mình nghe chị nói và chị chia sẻ về những cái nỗi lo của chị, lo tiền bạc, giờ con cái mà chữa được nửa đường rồi, hơn cả 100 triệu rồi, nhưng mà bây giờ không có chi phí là phải dừng lại, là cũng gọi như là nứt đổ luôn á. Rồi mình thì cũng có cố gắng để chia sẻ hoàn cảnh của chị Sáu đến cho các khán giả của Vuput, thì cũng mong là một cái điều gì đó hoặc là có ai đó đồng hành giúp đỡ cho chị để chị bớt cái gánh nặng chăm sóc con và giúp cho Phi. Em còn mới 16 tuổi thôi mà bây giờ ca xương rồi, không biết tương lai như thế nào nữa. Mình xin gửi cho chị một cái khoản tiền này. Lần trước thì em có đến thăm chị, cũng có chia sẻ tiếp tục cái cuộc hành trình điều trị bệnh của Phi, thì cũng có những cái cô chú anh chị tới gọi đến kênh và cũng gửi một những cái khoản tiền cho Phi. Ở đây thì em cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Thu Quyên cũng xin được phép đọc tên những mạnh thường quân đã liên hệ kênh và giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Phi và chị Sáu ạ. Thứ nhất là có chị Oan ở Mỹ gửi cho gia đình mình 1 triệu. Thứ hai là có chị Thủy và chị Ngân ở quận 6 gửi gia đình mình 2,5 triệu. Và thứ ba là có anh Việt ở Mỹ gửi cho chị là 1,210,000. Tổng số tiền Thu Quyên cộng lại là 4,710,000. Thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Hôm nay là xin gửi trang cho chị. Mình có thêm kinh phí để điều trị bệnh. Mình nhận cái gì đó, gửi chị 1 triệu này, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 4,710,000, mình gửi chị hết nha. Trước nhất là chị cảm ơn Thu Yên, sao chị cảm ơn mấy anh chị và các mạnh thường quân đã thương mẹ con em mà giúp đỡ mẹ con em, để cho em có tiền cái điều trị cho con của em. Em rất là cảm ơn. Cho em hỏi này, nếu mà hôm nay Thu Yên không mang tới số tiền này á, thì trong người chị là còn nhiêu? Còn có vài triệu à. Vài triệu rồi đâu có để... đúng. Mà cái đợt sau hóa do là vài triệu còn bữa trước mà em cho à. Lì ăn uống rồi nay còn ít. Chị xấu à, cũng không có làm gì được. Không có đi làm được. Cái chi phí vào ra thì cũng chỉ có đi vay đi mượn thôi cô chú anh chị. Cái số tiền lần trước tôi đến đây thăm á, là mình cũng có gửi cho chị một khoản từ các bạn thường quân, nhưng mà nó cũng không quá nhiều. Cũng đủ cho chị trang trải cái sinh hoạt. Bây giờ mua cơm cho Phi thì nãy cũng tiết kiệm lại mua một phần thôi, còn lại là xin từ thiện bên ngoài. Thôi thì hôm nay là em đến đây thăm chị, cũng chúc cho Phi
sắp tới điều trị là có tiến triển tốt rồi, mình cố gắng giữ tinh thần chị ha. Cảm ơn em nha. Dạ. Dạ các anh chị. Rồi cho em hỏi này, bây giờ là hồi nãy cả ngày hôm nay Sài Gòn là mưa cả ngày luôn cô chú anh chị. Ở trong này thì em thấy là cũng trễ này, trong trong cái phòng này theo mình thấy là nếu có ngủ lại thì nó cũng là mát đấy, cũng được. Không cho. Không cho. Cái gì ngủ ở đâu? Mình ngủ ở trên phía nội á, mình ngủ ở ngoài á, ngoài hành lang đúng không ạ? Ngủ ngoài cái cửa người ta đi cho đi vô á, chứ tại vì mình là ngoại trú á, không có cho ở lại. Ủa rồi nó có khi nào mưa dột hay gió lạnh ngủ được không? Ở đó đóng cửa nó cũng kỹ lắm, con cái ví dụ nóng là nó nóng thôi, không có máy quạt, không có máy lạnh á, nó nóng thôi chứ còn không có lạnh. Vậy thì từ bây giờ nghe là giờ chiều tối là ăn chiều ăn tối rồi đó, đến tối là thì chị sẽ qua bên đó là khi nào để ngủ đến mấy giờ? Thì cả 6 giờ là chị đem đồ qua. Tại vì ngủ thì ngủ trễ nhưng mà đem đồ qua để chứ sợ người ta nằm hết rồi mình không có chỗ. Đem qua đó là nằm là ngủ bao nhiêu đó. Ngủ một đêm chắc ngủ được vài tiếng đồng hồ. Tại vì mấy bé điều trị bệnh ba rồi hay đi ra đi vô hút thuốc đó. Em giả dụ nếu như bây giờ mà chị chăm cho Phi từ hôm đó đến giờ ở bệnh viện này bao lâu rồi? Tính là tháng mấy? Nếu mà tính hết luôn là 2 tháng mấy, 2 tháng rưỡi là 3 tháng. 3 tháng này ngủ cũng không có chỗ ổn định. Em hỏi nếu mà giả dụ cái tình hình này kéo dài cả năm trời thì chị chịu nổi không? Nếu mà chị lo thì được, chứ mà chị lo sợ không có tiền để lo thôi. Chứ còn nếu mà lo mà ăn uống hay đi nọ lo cho con thì ngủ ở đâu thì chị lo được, chỉ có sợ không có tiền lo thôi. Thôi thì thế là Thu Nguyên cũng xin là mình kết thúc sớm với cô chú anh chị ha, để chị rồi cũng chuẩn bị xuống dưới để lo cái phần mà chỗ ngủ cho tối nay. Thu Nguyên cũng xin được tạm kết clip ở đây. Mọi người có thể giúp cho hoàn cảnh của chị Sáu và em Phi có thể tiếp tục điều trị và bằng cách là nhấn nút like và nhấn nút share để những clip của Vua Phước có thể đến được nhiều người hơn và có thể là đỡ cho hoàn cảnh của chị Sáu và em Phi. Thu Nguyên xin chào cả nhà và chào tạm biệt mọi người ạ.